Rồi, bây giờ tới Trung Quốc Huy phải không? Thưa quý vị, cái vấn đề về Trung Quốc Huy là như thế này. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà Nam Quang trao đổi với lại anh nghị viên của thành phố Cần Thơ là anh Châu Đỗ Vinh, mà anh cũng là tiến sĩ luật, thì ra anh rất là am hiểu về luật. Quý vị thấy những cái lập luận của anh nó rất là chắc chắn, đâu vào đó. Và khi mà Nam Quang đề cập đến những cái câu hỏi của những người mà hâm mộ phía bên Trung Quốc Huy, hâm mộ N10 TV, thì đa phần những cái người mà response, những cái người mà họ tham gia vô trong một cái phần mà Nam Quang gọi là thăm dò dư luận đó, thì họ đều đồng ý, gần 99% là đều đồng ý là khởi kiện, muốn Trung Quốc Huy, N10 TV là khởi kiện những cái kênh mà đã đăng hình của mẹ của Trung Quốc Huy và anh của Trung Quốc Huy lên trên YouTube, tại vì những người đó không phải là những người mình gọi là người của quần chúng, public figures. Thì anh Châu Đỗ Vinh, anh đã nói đến là có cái cơ sở rất là chắc chắn để mà phía bên N10 TV khởi kiện. Thì cái đó mình chỉ là mình là một cái kênh truyền thông, và khi mà nhiều người họ gọi vô hoặc là họ comment vô, họ đòi hỏi những cái chuyện như vậy đó, thì là mình làm một cuộc thăm dò thôi. Thì thực sự ra là nó turn out ra mình cũng hơi ngạc nhiên. Mình không ngờ là cái số lượng mà lúc đó cái người coi ở trên kênh của Nam Quang lại ủng hộ cho chú Huy nhiều như vậy. Và thưa quý vị, thì sau đó chúng tôi cũng có làm thêm một cái clip nữa với lại anh Châu Đỗ Vinh. Thì anh Châu Đỗ Vinh lại phân tích vô, mà cái gọi là chuyên sâu vô trong đó, thì chúng tôi thấy là có nhiều cái tình tiết để mà nếu như mà mình muốn kiện tụng ở đây thì N10 TV có cái case để mà kiện tụng. Như quý vị, Nam Quang sẽ bắt một cái số phone nữa. Hello, xin thưa ai ở đầu dây ạ? Xin lỗi anh Nam Quang với anh Tiến Dũng ạ. Đúng rồi ạ. Dạ, anh chờ cái live stream này á, muốn nói chuyện về cái anh Angela á, với lại bên anh Lân Phosa TV á. Thì em có cái comment trong cái chương trình này á. Thì bây giờ em có thể nói chuyện được không anh? Được, em tên gì, có ngài để tên không, xưng tên không? Dạ, thì em cũng là ở bên Mỹ này. Thì em cũng nghe đài bên hai anh cũng lâu lắm rồi. Thì em muốn đỡ cái message public, nhưng mà cái tên thì thôi, cái personal xíu thì thôi. Không sao, rồi, ok. Rồi. Cái đó thì anh cũng thông cảm. Chắc chắn, không sao. Cái góp ý này thì góp ý chân thành, và đồng thời là cũng không có, chắc có lẽ ai cũng biết rồi, nhưng mà riêng về em, nhưng mà em cũng bức xúc thì em nói thôi. Cảm ơn Tanaka. Anh Huy với lại anh mua nhà này kia thì cái đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà không hiểu tại sao lại anh Angela, ảnh là một người, thứ nhất em sơ gỡ là cái tôn giáo, cái đó cũng là personal, nhưng mà với ảnh thì ảnh nên bỏ đi làm cái mục sư đi, đó là làm kinh doanh hay là làm cái công việc của ngoài đời giống như dân thường đi, thì cái này mục sư không phải là cái công việc một người tu hành giống như ảnh là it's not right. Cho nên là anh nên bỏ cái message đi, nên bỏ đi. Nhưng mà khi có dịp thì anh chỉ gọi thẳng vào ảnh luôn, chứ không phải riêng gì thì mượn đài các bạn nói thì bỏ đi. Thứ hai nữa là cái chuyện anh ơi, mà ảnh là người đầu, thì gần như là đầu tiên start up cái này đó, và người mục sư mà để làm chuyện này, không biết anh đứng lên một giảng ở trong nhà thờ, anh giảng cho người con chuyên ảnh như thế nào, mà cái nhìn cái khuôn, em nhìn kỹ lại cái khuôn mặt của ảnh là em biết là người ảnh như thế nào rồi. Thì không biết là mọi người có nhìn kỹ cái khuôn mặt ảnh hay chưa. Thật với em là em nhìn cái khuôn mặt ảnh là biết ảnh là một người như thế nào rồi. Đó, mà một người mục sư mà làm như vậy nữa thì ảnh nói là việc thật với anh Vopri. Nhưng mà cái này là anh vô tình anh kiếm chuyện của người ta, anh khơi chuyện anh làm chuyện này. Thì em thấy là cái này là ảnh là người sai hoàn toàn. Mà em nghĩ nếu mà anh Trương Vopri mà ảnh kiện thì cũng là tốt cho anh Quốc Huy thôi, để lấy lại cái sự bôi nhọ của anh Quốc Huy, mặc dù nó cũng có cái sai trong đó, nhưng mà cái chuyện này là chuyện bình thường.
đó mà cho mọi người cùng biết. Thì hy vọng cái khe này nó anh Quốc Huy phải xóa, cho anh không nghĩ là anh Quốc Huy lại không có mở cái khe này đỡ mà nói về cái đề tài của anh Andrew. Còn anh Hoàng Lân Phú Hồ Xe thì vậy, anh là ba đài rồi, anh là coi như là Việt như Mỹ, Việt như Mỹ là anh kiếm chuyện đỡ mà anh cầu nguyện thôi. Anh Ba Lân là anh đã vậy thôi, người mà ở qua Mỹ này rồi mà anh cứ nói chuyện là bên Việt Nam hoặc là anh Andrew vậy, nó ủng hộ thằng VinFast đó, thì mình thấy là họ toàn là của những kia, trong khi đó anh Huy là chỉ có chống cộng thôi. Đó, thì em chỉ có góp ý như đó này, mọi người trên đài hãy nhìn mặt kỹ vào anh Andrew Lear là sẽ biết được con người anh như thế nào. Em xin hỏi là cảm ơn hai anh ạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị khách vừa mới gọi vô. Thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn minh xác một cái việc là chúng tôi mở ra cái hotline để cho quý vị khán giả có thể gọi vô để chia sẻ cái suy nghĩ của quý vị. Nhưng mà cái quan điểm của chúng tôi là có thể là chúng tôi vẫn cứ giữ cái quan điểm của chúng tôi nha quý vị nha. Chúng tôi không có là đồng ý với quý vị hay là chúng tôi không đồng ý với lại quý vị, thì chúng tôi cho quý vị khán giả có cái cơ hội để được gọi vô để chia sẻ cùng với lại những quý vị khán giả khác, để quý vị có thể nghe được nhiều cái mặt khác nhau của một vấn đề và cái nhiều cái kia, đúng không? Cái mặt khác nhau, cái mặt chữ L. Cho tôi gọi vô giấy. Rồi bây giờ thưa quý vị, chúng ta có một cái số phone khác đang gọi vô, và cái người này tên là Nguyễn Tiến Dũng. Okay. Ok, xin mời anh. Cảm ơn Vi Cái, cảm ơn Tanaka. Cảm ơn Vi Cái, cảm ơn Tanaka. Đó, ai cứ được cảm ơn thì người đó qua. Thưa quý vị, những cái vụ kiện tụng này thì thực ra là cái Trương Quốc Huy có quyền kiện tụng, thưa quý vị. Và lâu lắm rồi, thưa quý vị, từ mấy chục năm nay Dũng mới thấy được. Thậm chí những lần Dũng về Việt Nam là may mắn, sao tôi không thấy được cái cảnh bắt ghen với lại gia đình người ta kể lộn, hay là có cái gì đó, cái hàng xóm ở đâu đó bu vô quý vị. Thì mình thấy là những cái cách hành xử đó nó bị cái của những cái nước mà đang phát triển, của dân trí thấp quý vị. Mà hôm bữa Dũng coi được cái video clip mà bao nhiêu người tới mà chỉ mới quay vô trong nhà chứ Quốc Huy, rồi xong rồi vô mẹ chứ Quốc Huy, rồi những người trong đó, trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được đó là ở trên xứ Mỹ. Nó lạ lùng lắm quý vị. Nè, tôi thấy những cái gương mặt Andrew Lê, rồi Diệt Di Chú, rồi tôi nghe nói là có Tiến Dũng mà sao tôi không thấy mặt thì tôi không biết. Rồi anh, tôi thấy có Mai Tiến Dũng đi gì đó. Mai Tiến Dũng thì qua một cái video mà do phía bên cảm ơn chị TC Lanon, qua một cái video phía bên MTV quay, thì tôi thấy là Mai Tiến Dũng có ngồi trong xe, tôi chỉ thấy được cái đó. Nhưng mà ngồi trong xe cũng đỡ ha, trời ơi, chứ không thôi là ông Mai Tiến Dũng mà ông bước ra cái nữa chắc tôi thất vọng. Ok, có xỉa xói. Dạ, có một vị khách gọi vô, nhưng mà chắc đợi cho năm qua với Tiến Dũng chút xíu, tại vì năm qua không muốn cắt ngang cái dòng suy nghĩ của anh Tiến Dũng. Thì thưa quý vị, đó là một cái sự mà ngỡ ngàng. Cảm ơn chị Vivian Lâm. Cho nãy giờ ông cứ bị được cảm ơn hoài vậy, để tôi coi cái đôi này, nãy giờ tôi chưa được cảm ơn. Mà thật ra đó, mà nếu mà nói là chú Quy đó là public figure này nói kia, thiệt ra những cái người mà nổi tiếng ở Hollywood quý vị, chứ cửa nhà người ta có mấy vệ sĩ đó, mình bước vào cái khu mà của Hollywood hay là của Beverly Hills đó, để coi nhà của Brad Pitt hay là của nghệ sĩ ca sĩ này diễn viên kia, đằng phía trước đó, nó có security guard đó, nó có bodyguard. Đừng có tưởng mà tới đó mà quay hình cái đấy, cái này là public figure, người nổi tiếng, tôi quay, nó giọng vô mặt cho. Mình là khách tham quan nè, mà mình tới nó còn tới nó hỏi, mày đứng đây chi vậy? Mày tới đây chi? Mà nó biết rõ ràng là việc chở du khách tới đó để xem nhà của nghệ sĩ đó, mà nổi tiếng thế giới á. Cho nên chúng thấy mấy cái người này vịnh vào cái cớ là Trung Quốc Quy là nhân vật nổi tiếng, cho nên nhào tới quay hình rồi xỉa video, xỉa phone vô mặt người ta quay. Chúng thấy nó rất là low quý vị, nó rất là thấp kém trong cái vấn đề cư xử. Mình cứ dựa vào cái việc mà người ta nổi tiếng, mình muốn làm gì làm là sai. Tại vì người ta có nổi tiếng, mình phải tôn trọng cái cách hành xử của bản thân mình. Không có thể nào mà mình dựa vào cái đó, cái mình lù đó, mình tới cái mình xâm phạm cái cuộc sống riêng tư hay gì, hay là những cái hoạt động mà nó rất là riêng tư của người ta.
mua nhà, dọn nhà, thí dụ tôi không đâu chủ quy có lỗi hay không có lỗi. Dù có lỗi hay không có lỗi, đó là cái chuyện giữa chủ quy và chủ nhà. Chứ chủ quy không có lỗi gì với mấy người này, không có lỗi phải gì với cộng đồng, với xã hội gì trên thổi quý vị. Cái đó là một cái điều giữa chủ nhà và chủ quy. À, đúng ngày đúng giờ hay là bỏ tiền vô đó rồi build lên cái nhà hay sao, rồi sau đó rồi do không biết cái có Mai Tiến Dũng hả? Ok rồi, nhưng mà ít nhất Mai Tiến Dũng cũng không có xỉa cái phone như mặt người ta để quay. Rồi xong rồi ủa kênh Ngô Kỷ nữa hả, ủa có đầy đủ ngộ ha. Thì lâu lắm rồi tôi không thấy vụ bắt ghen quý vị. Mai Tiến Dũng là không có xỉa cái phone như mặt người ta. Không có xỉa. Thì thưa quý vị, đó là cái ý kiến của Dũng. Dũng rất là ngỡ ngàng với những người mà qua đây hai mấy năm, giống như cái ông Andrew Lê gì đó, cũng là mục sư quý vị. Cái này cho tôi nói xíu, ai lỡ mà có đụng chạm thì Dũng xin lỗi. Tôi chưa thấy những người mà ví dụ như là giờ nói thì đụng chạm mấy cái ông thầy ở bên Việt Nam bị qua cái sự kiện mà của các Minh Tuệ nè, nói xấu nhau, tranh giành nhau, chửi bới nhau lum la là phía bên mấy công sư quốc danh cái gì. Thì tôi tưởng nó bên đây là mục sư chứ cũng đỡ đỡ hơn, hay là cũng ra nước ngoài, hay là cũng là dẫn dắt cái phần mà giáo dân chăn dắt về cái phần linh hồn gì của người ta, thì cũng phải có cách cư xử cho đúng chứ quý vị. Những người mà đi vô trong được đứng ở trên trên bục giảng, không phải bục giảng là thầy, cái người mà giảng đạo giống như linh mục kia đứng trên đó kêu là gì, giảng đường hả, giảng đường như vậy là cũng phải được giảng, nó đang giảng được lựa chọn trong bao nhiêu người mới được vậy. Mới đủ tư cách, mới đủ học vấn, mới đủ kiến thức để ra để mà chăn dắt con chiên vậy quý vị. Trời ơi, cái ông Andrew này tôi biết ông muốn cái gì đó quý vị, mà ông cư xử mà lạ thường, mà tôi thấy ủa cái ông này đi đánh ghen hay là đi chọi mắm tôm cà pháo gì vô trong nhà của nó hành xử giống như là bên Việt Nam mà đi mượn tiền xã hội đen, hay là có kẻ lộn gì cái nó dắt mã tấu tới nhà nó chém, còn không là nó quăng mắm tôm rồi vô nhà người ta, còn không là nó kéo bày cái lũ tới nó đứng ngoài đường nó chửi vô cái gì. Trời ơi, tôi thấy một đám đàn ông mà những cái nạn nhân là ai, là những người phụ nữ mà người ta không có lên tiếng nói, mà người ta âm thầm lặng lẽ như má trên quốc quy nè, rồi ai nữa, dì hay chị gì rồi đó. Có mấy tôi thấy, tôi không biết rõ là những nhân vật nữ đó là ai. Tôi có nhận được, tôi nhận diện được là cô Hoàng là mẹ của Trương Quốc Huy, rồi có một vài người phụ nữ nữa để giúp trong cái việc dọn dẹp mà clean up nhà cửa, và những cái cô đó là sợ đến nỗi là phải lấy khăn che mặt lại luôn á. Dạ, nó rất là côn đồ quý vị, dù cho cảnh sát không bắt, bởi vì có thể nó đây là xứ sở thị phi ngôn luận hay gì đó, nhưng mà cái đó là nó quá bêu rếu về cái nhân cách của những cái người mà đi tới đó quay, rồi cái đó thuộc dạng tấn công chứ không phải là tò mò hay lấy tin không hay vậy chứ quý vị. Nếu mà tới mà lấy thông tin rồi xong cái Andrew Lê còn so sánh đó, ông Donald Trump kìa, cái gì FBI tới, cái này là bao nhiêu người tới quay hình. No, người ta có chuyên nghiệp, người ta có bài bản, người ta có cái thẻ hành nghề, người ta đứng bên ngoài, người ta có cái giới hạn, người ta không có ai mà tới mà xỉa cái máy vô mặt ông Trump hết trơn á. Cho nên cái ông Andrew Lê, ông càng nói tôi thấy ông càng queer, ông càng sai. Mà ông nói là ông ở đây tới hai mươi mấy năm, rồi ông nói là với cái mục đích, ông không phải là, tôi không phải là câu view câu like để có cái lượt view. Tôi up lên 2 ngày được mười mấy ngàn view, đó là tôi được có 2 đồng chứ nhiêu. Đó là càng sai nữa, trời đất ơi. Ra mà tức có nghĩa là quê, là mất mặt. Khi mà thấy rất là nhiều người phản đối cái hành động mà rất là côn đồ và không có giáo dục đó ở ngoài public, ngoài xã hội, thì một cái group người đó là đứng ra tổ chức những cái gì? Họp báo để mà phân trần phân bua, mà thấy phân trần phân bua lại cũng là sai bét luôn. Và ông nói là bây giờ Andrew Lê bây giờ không có còn đứng giảng đạo, đứng gì nữa. Nhưng mà cái tư cách đó, bộ mình không được đứng giảng, mình không còn đứng giảng đạo, mình không có còn hoạt động ở trong cái hội thánh, cái là mình được quyền, mình tha hồ kết bè kết phái nhào tới nhà người ta. Ông bác bảo hiểm hả? Rồi xong rồi cái làm những cái trò mà quái dị vậy, coi như là cái đó là kiếm chuyện, là gây sự, chứ không phải là nói là truyền thông. Cái đó không phải truyền thông gì kỳ cục vậy. Thí dụ như bạn là truyền thông
mà tới xin phỏng vấn ai và nói cho tôi phỏng vấn, cho tôi hỏi trả lời được không, mà cái người kia người ta nói không, tôi muốn trả lời, thôi đừng quay mặt tôi nha, thôi tôi không muốn xuất hiện, là nó phải tôn trọng người ta rồi. Chứ còn không đến nữa mà xỉa hai cái phone vô mặt nhau mà cho đẻ khốn nạn mất dạy mặt lờ mặt gì mà tùm lum tà la vậy. Trời đất ơi, mắc cỡ với là dân dân Việt Nam ở trong nước với dân các nước khác nữa đúng không vậy. Mà chung quy cũng tại vì Vino, tôi nghe có yếu tố Vino trong đó nữa. Hơn bữa ông không có mặt, ông mà có mặt là ông khỏi bạn tôi đó. Tôi thấy ông lao sao bây giờ ở trong cái đám mà đi tấn công người ta vậy là tôi viết đơn là tôi đăng báo tôi từ bạn đó nha. Rồi, đó thì tôi là vậy đó. Ông tôi thật sự thú vị, mình thấy được cái bữa đó là cái bữa mà ông Quang đang ngồi đang làm cái chương trình livestream của bên Teletron, mình mất 3 ngày lận, thì khi mà mình đang livestream thì có một vài người bạn họ coi được cái đó mình gọi là breaking news đó. Coi được là ở phía bên kênh của NMTV, họ chỉ cho ông Quang coi cái phần của bên NMTV thôi, là thấy trời ơi, bên kia một cái nhóm là 5-6 người là vây xung quanh nhà của chú Quốc Huy, xong rồi chĩa máy vô, mà trong khi đó là có nhiều người không có phải là nổi tiếng đó, không phải là chú Quốc Huy á, là mấy mẹ của chú Quốc Huy, rồi những cái người những người phụ nữ mà phụ dọn dẹp nhà cửa đó, tại vì chú Huy là bữa đó là họ chỉ có khoảng chừng 24 tiếng đồng hồ để mà họ dọn hết tất cả đồ đạc ở trong nhà ra. Thì mình thật sự ra một cái người bình thường thôi đó, mà thấy là có một cái nhóm kéo nhau tới mà đứng xung quanh quay hình như vậy, mình thấy nó làm sao ấy, giống như là người ta nói là một cái nhóm cần mà ô chú Quy chưa chết mà chú Quy vậy mà tao chưa chết cần mà bố lại mà rình rập như vậy đó. Tôi không muốn nói cái chữ kia nhưng mà mình thấy rõ nó như vậy đó, mình thấy nó quá ghê. Bây giờ để năm Quang bắt một cái phone nữa nha. Ok, dạ thưa, dạ thưa, xin ok, chào năm Quang. Dạ vâng ạ. Tôi là Quang Dương, năm Quang. Dạ xưa thưa chú Quang Dương ạ. Ok, tôi gọi vô đó thì tình cờ tôi coi được cái video của luật sư Hoàng Duy Hùng đó, năm Quang. Thì nghe ổng phân tích, ổng nói rằng là YouTuber là có quyền quay, bởi vì là những người đó là quay ở cái chỗ đó public nó vẫn được quay. Thành ra tôi sẵn đây tôi gọi vô đó, tôi muốn nói đó, nhắn gửi với Hoàng Duy Hùng đó, qua bên này để mà là làm luật sư bảo vệ cho mấy cái tên YouTuber đó, cũng như Hoàng Duy Hùng qua bên này làm luật sư để bảo vệ cho cái đám VinFast mà bị công ty Mỹ đuổi ra khỏi cái chỗ thuê mướn đó. Nói với Hoàng Duy Hùng đó, cố gắng mua vé máy bay về bên này để mà bảo vệ. Đúng là cái thằng luật sư đó không biết là nó làm được bao nhiêu kê, nhưng mà nó nói nó chẳng có ra hồn gì, mà không biết là ở đây nó hiểu như thế nào về cái chuyện mà nó là cái chuyện tư ẩn của người ta. Hôm nay đó là cái ý mà tôi muốn gọi rồi, thì mong quý ông bạn chị em nghĩa là nếu được, cá nhân tôi sẽ ủng hộ góp tiền cho ông Quy, nó sẵn sàng để mà nó là thưa kiện mấy cái thằng YouTuber này, nhất là cái thằng Andrew, cái thằng mục nát đó. Ok rồi. Dạ vâng, như vậy thôi hả chú Quang Dương, chú còn nói thêm được nữa không ạ? Chỉ vậy thôi. Tại nhất là tôi muốn nhắn gửi với thằng luật sư Hoàng Duy Hùng mà. Ok. Dạ vâng. Rồi cũng hy vọng là anh luật sư Hoàng Duy Hùng mà coi cái ông Hoàng Duy Hùng có mặt hôm qua không? Coi video clip này. Dạ vâng, để năm Quang bắt thêm một cái số phone nữa. Cảm ơn chú Quang Dương nha. Hello. Hello anh Dũng. Dạ. Cho xin nói chuyện một vài vấn đề về anh chứ Quang Duy. Thì lúc trước á thì tôi cũng thường nói chuyện với anh Quy về cái vấn đề này á, mà nếu chúng ta đưa ra tòa đó thì
theo thực tế đó, đưa ra tòa thì anh Huy sẽ tốn tiền, thắng hay không thắng, cái chuyện này nó không thành là vấn đề của anh ấy. Bởi vì cái chuyện này thằng mục sư á, thì nó đã sai rồi, nó đưa cái đám nó sai rồi. Thì cái vấn đề này á, mình chỉ có thể thưa đến cái du phúc là cái người mà đã làm cho cái đám này. Thì cái luật đó của nó đó, chẳng hạn bây giờ tôi tới nhà anh Dũng, tôi quay phim, anh Dũng không đồng ý, thì cái chuyện này anh có thể chuyện cá nhân, anh đưa tôi ra tòa, đúng không? Nhưng mà cái chuyện này nó đưa lên cho tốt đó, là cái chuyện này á, là do cái người chủ nhà cố ý gọi tụi nó làm cái vấn đề tới quay phim, mà chúng này là cảnh sát nó làm chuyện này. Tôi không đồng ý vấn đề cái tụi mà tới quay phim. Thì cái này vấn đề là chúng ta có thể nói anh Nguyên thưa YouTube, rồi YouTube làm việc cái chuyện này, tại vì cái vấn đề đó nó phải xóa những cái video nó chuyện nó không đúng. Nếu mà YouTube không xóa video á, YouTube phải bồi thường danh dự cho anh Huy, có đúng không? Tôi chỉ có một vài ý kiến cho anh biết vấn đề rồi thôi. Dạ. Cảm ơn anh Đức. Dạ vâng, dạ vâng, dạ cảm ơn anh ạ. Trở lại với ông đi. Ok thì mỗi người có một ý quý vị. Theo cái ý của anh này, nếu như mà Trương Quốc Huy mà có ý định khởi kiện, có ý định gì về mặt pháp lý thì Dũng sẽ ủng hộ 500. Rồi. Chứ tôi không có thấy. Ok bây giờ nói không cho tôi một câu nữa. Rồi không đó, thoải mái. Rồi. Thưa quý vị, thì bây giờ hỏi những cái người mà xỉa cái máy vô trong mặt của Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn, rồi mẹ, rồi những cái người mà đang cùng với Trương Quốc Huy dọn nhà, thì hỏi anh Andrew Lê, nếu như mà anh cũng lâm vào cái tình trạng giống như cái tình huống giống như là anh Trương Quốc Huy, rồi Dũng với Nam Quang, rồi người này người nọ nhào vô, rồi xong rồi cái xỉa cái phone cho mặt của anh Andrew Lê, xỉa phone cho mặt vợ con má của anh Andrew Lê, rồi hô hào, rồi chửi bới, rồi như vậy cả một bầy kình nhào với anh Andrew Lê vậy, thì Andrew Lê phản ứng như thế nào? Anh Andrew Lê có chịu hay không? Có thoải mái về chuyện đó hay không? Đúng không? Thì khi mà mình làm như người ta gì thì mình nghĩ nếu mà mình gặp cái hoàn cảnh như vậy thì mình có dễ chịu hay không? Thưa quý vị, giống như ở bên Mỹ này, nếu mà có cái sự cố gì xảy ra, đụng xe, đánh lộn gì vậy, người ta cũng đứng bên ngoài và người ta gọi cảnh sát hết. Huống chi cái chuyện mà đi người ta dọn nhà trong lúc mà riêng tư, những cái chuyện rất là bình thường bên xứ Mỹ này, mà bu vô mà phá rối, rồi kiếm chuyện làm tùm lum tà la, rồi đưa hình ảnh ta lên mạng thì đủ trò hết vậy, đâu có được, đúng không? Ví dụ như anh mấy cái anh mà có mặt đó ai nữa, việc di trú gì đó phải không? Thì nếu mà việc di trú mà Cải Đào, rồi anh Cải Đào mà gặp trường hợp tương tự gì chứ phải y chang vậy, rồi bao nhiêu người bu vô, rồi chia sẻ, rồi quay sao tôi thấy cái vụ này giống như ông Nhất Tuệ, ông Minh Tuệ bên Việt Nam á, đi bộ thêm mà hết người này người nọ xỉa vô, người khen người chê người chửi, rồi tao nói sư sãi, rồi nó chửi nha, đùng nó bay chứ. Rồi, ví dụ gì? Ok, mình có một người ở trên đầu dây. Dạ xin anh cho biết tên và anh xin anh cho ý kiến luôn. Anh Nguyễn Tiến Nam Quang à? Dạ vâng ạ. Dạ, với lại cho tôi gửi lời chào anh Tiến Dũng lên nhé. Dạ, chào anh. Cho tôi chia sẻ về vấn đề của anh Trương Quốc Huy và Trương Quốc Tuấn, hai anh em đó. Dạ, xin mời anh ạ. Tôi thấy cái chuyện nó xảy ra đến nay cũng hơn một tuần rồi. Nhưng tôi thấy trong hai anh em á, thì đặt trường hợp như tôi là một trong những người, một trong hai người á, thì cái phản xạ tự nhiên của con người tôi nó sẽ là như vậy thôi. Tôi phải tôi defend cho tôi, là bởi vì quy một nhóm gần cả 5, 6, 7, 8, 10 người đến nhà tôi là tự nhiên tập trung lại trước khi đến nha, còn có một cái kế hoạch rõ ràng rồi mới đến, chứ không phải là tình cờ như những người đó họ nói nha. Tôi có coi qua một vài cái video á, là họ có họp tập trung với nhau và chia với nhau từng người phải làm cái việc gì, và kéo luôn cả một cái ông gọi là trùm chống cộng, là hiện giờ là ngược lại là trùm chống cộng đồng, tôi không nói tên,
Nhưng mà ở đây á, tôi thấy cái vấn đề á, là tội nghiệp nhất là má của anh Trương Quốc Huy. Anh Trương Quốc Huy trong cái đoạn video anh đã từng nói, nếu như hai anh em tôi có chuyện gì thì không sao, mà nếu như mà mẹ tôi mà có chuyện gì thì sẽ không yên với tôi. Tôi là một người con gia đình, tôi có người lớn tuổi, tôi hiểu cái điều đó. Người lớn tuổi thì khi họ không biết được tiếng Anh họ sang đây á, thì họ thấy những cái trường hợp đó họ rất là nervous. Và cái sự nervous của họ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Thì tôi thấy cái người mà học luật á, trong đám đó chỉ có một mình anh luật, anh mục sư Andrew Lê. Là cái người mục sư Andrew Lê này đã từng lên trên đài nói rằng là tôi là người đã đang và đang học luật và đang chấp hành luật. Mà chính ảnh là cái người đi hoàn toàn sai với luật. Luật đó chỉ sử dụng cho Việt Nam, chứ luật đó không có sử dụng cho nước Mỹ này. Thế thì theo tôi biết. Còn cái vấn đề thứ hai á, tôi muốn hỏi anh nghị viên Nam Quang á, là ở trong hội đồng thành phố á, bây giờ á, mình có thể nào đưa ra một cái luật là không cho phép người mang camera vô quay trong lúc hội đồng thành phố đang họp hay không? Thì cái điều đó tôi không biết, có thể là mấy anh sẽ đưa ra một cái luật và mọi người cùng chung nhau mà vote cho cái luật đó. Nhưng mà theo tôi thấy tốt nhất là không được mang những cái camera device vô trong cuộc họp. Là bởi vì khi mà tôi đã coi qua một cái video á, có một cái đoạn phim nào đó mà giữa hai người có cái sự tranh cãi với nhau đó, cũng vì người này quay người kia quay người nọ. Thì theo tôi không biết hội đồng thành phố có thể làm được việc đó hay không trong tương lai. Nhưng mà nếu như được thì tôi thấy rất là nên. Thôi tôi chỉ góp ý một vài điều như vậy thôi. Tôi cảm ơn anh với lại anh Tiến Dũng nhiều nha. Dạ cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Bây giờ ông làm một cái ấy để hỏi là ai muốn kiện thì số 1, ai không kiện thì... Ok, thì ông làm một cái luôn đi. À, vâng thưa quý vị, thì trong năm qua sẽ trả lời cho cái vị khán thính giả vừa mới gọi trong vào. Trong lúc chờ đợi. Nhưng mà trong lúc chờ đợi thì quý vị, năm qua lại làm một cái cuộc khảo sát nữa về cái vấn đề kiện tụng liên quan đến NMTV. Tại vì lần này Nam Quang làm lại là tại vì có luôn cả cái kênh của anh Nguyễn Tiến Dũng như quý vị nha. Như vậy thì các quý vị hiện giờ đang theo dõi chương trình. Nếu như mà quý vị ủng hộ cho cái ý tưởng là NMTV nên tiến hành kiện những YouTuber có liên quan đến những kênh YouTuber và những YouTuber có liên quan đến phát tán những cái hình ảnh của gia đình của anh thì cho số 1. Còn nếu mà quý vị không tán đồng thì xin quý vị cho số 2. Thì bây giờ mình quay trở lại cái câu hỏi của một cái vị khán giả vừa mới gọi vô có liên quan đến cái chuyện là sử dụng camera ở trong hội đồng thành phố, trong những cái phiên họp của hội đồng thành phố. Thì thưa quý vị, Nam Quang không phải là một cái người làm luật. Nam Quang nghĩ là cái câu trả lời mà nó chính thức nhất nó phải được trả lời từ người luật sư của thành phố là ông Christian Bettenhausen. Nhưng mà cho đến ngay lúc này thưa quý vị thì không có một cái luật nào của thành phố cấm người dân đem camera vô để quay phim. Và trong cái lúc mà họ quay phim những cái chuyện nó xảy ra trong hội đồng thành phố, thường thường là vô đó để quay cái cảnh hội đồng thành phố đang họp thôi, chứ không có quay phim lẫn nhau nha quý vị nha. Tại vì bên trong hội đồng thành phố bây giờ nó có cái luật là như thế này, là đòi hỏi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau. Có muốn nói cái gì thì góp ý với hội đồng thành phố, có muốn nói cái gì, trình bày cái gì là lên trình bày với hội đồng thành phố thôi, chứ không có thể nào mà đi lên trên đó để đi lên trên cái podium để phát biểu đó rồi xong quay xuống dưới này để nói chuyện hay là trình bày với lại phía những cái người khán giả là không có, hay là những người dân tham gia hội họp là không được quyền đó. Mà tới đó chỉ là cái oral communication đó, là chỉ có communicate, trao đổi với lại hội đồng thành phố thôi thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp mà tới mà quay phim lẫn nhau mà kiểu mà quay gần quá đó thì là cảnh sát họ cũng có thể họ can thiệp vào cái chuyện đó. Còn cái vấn đề mà đem những cái chân máy vô để quay đó cũng không có cái luật nào cấm hiện giờ nha quý vị nha. Thì đấy là một phố mưa sao cũng đem vô quay. Đúng rồi, thì nếu sau này nó có những cái chuyện mà nó ẩu đả mà nó gây thương tích mà họ dùng những cái cây, những cái chân máy để mà đánh nhau á, thì Nam Quang nghĩ là
có thể là hội đồng thành phố sẽ đi đến cái quyết định là không có cho đem chân máy vô để quay phim, nhưng mà hiện giờ nó chưa đến cái chuyện đó. Sẵn đây chia sẻ với lại quý vị một cái vấn đề này, là nếu như mà quý vị có những cái thời gian mà đi rally ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump ở Huntington Beach ấy, thì Huntington Beach họ có một cái luật mà chúng ta rất là khó chịu. Là quý vị biết sao không? Ông có biết cái gì luật đó không? Luật gì? Là chúng ta đem cờ đi theo, chúng ta có quyền đem cờ, nhưng mà chúng ta không có quyền đem cái cán cờ. Ủa gì kỳ á? Có nghĩa là họ quy định là chúng ta chỉ khoát cần cầm một cái cây nhỏ như vậy thôi. Nếu như mà thật sự mình muốn cầm cái cán cờ thì một cái cây nhỏ như xíu như thế này, vừa khoảng chừng như vậy thôi. Họ nói là cái lý do là họ không có muốn xảy ra ẩu đả rồi xong rồi hai bên cầm cán cờ để đánh nhau, quơ quất nhau không? Đó là như vậy. Thì họ có cái luật đó, nhưng mà nếu như mà có những cái cuộc đi rally mà nó gọi như là lớn đó, mà có hai đám đông mà họ đang chửi qua chửi lại đó, họ kình nhau đó, thì là cảnh sát họ sẽ vô, họ sẽ nói là họ coi những cái người nào cầm cờ đó là họ dẹp. Nhưng mà nếu như mà chỉ có một vài người cầm mấy cờ đi tới đi lui thì lúc đó họ thấy không có gì nguy hiểm, không có gì giống chuyện đánh nhau á, thì họ ok, họ để cho qua. Nhưng mà đó, luật của Huntington Beach, cách khu này của chúng ta khoảng chừng 10 tới 15 phút lái xe thôi thưa quý vị, là họ cấm không cho sử dụng những cái cán cờ dài. Yeah. Hình như là hơn 25 inch là không có được rồi. Thì đó, họ có thể là họ không có cho mình xài nếu như mà họ muốn. Đó là luật của Huntington Beach. Thì hiện giờ, để trả lời cái câu hỏi kia, thì không có cái luật nào của thành phố hiện giờ cấm người ta đem máy và chân máy vô quay phim hết thưa quý vị. Dạ, và có một bạn ở đây mới nhắn tin cho Dũng, bạn Vi, nói là có một cái ông mà chia sẻ quốc tế, chia sẻ di trú tới gần nhà của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà tính quay phim vậy đó, là nó đã kêu cảnh sát rồi. Rồi ông Phiêu Đồng này là có một lần ông kiện việc di trú rồi mò qua bên Canada, mà đứng gần tôi nhớ là như là có tới nhà của ông thôi là đã kêu cảnh sát, là đã thư kiện rồi đó quý vị. Chứ không chịu mà quyền bày này kéo tới cái lúc mà ta đang dọn dẹp nhà cửa vậy đó quý vị. Thật ra thì tôi nghĩ là như thế này, mình thật ra năm qua không phải là luật sư như quý vị nha, nhưng mà tại vì mình cũng có trải qua trời cho nên cho số 1 quá trời kìa, một số những cái vụ kiện rồi. Thì đây vụ ở bên này cũng số 1 không à, cảm ơn Trần Minh Hiếu mới lãnh lương phải không? Và bên này số 1 không à, không có số 2. Thì bởi vậy mình mới thấy là người dân là họ rất là phẫn nộ. Người dân, những cái người mà bình thường nó rất là phẫn nộ với lại những cái cách hành xử của những cái người làm YouTube vừa rồi thưa quý vị. Bây giờ một cái người rất là bình thường, ok, chúng ta đi thử hỏi coi là những cái người vừa rồi đó, những cái người vừa rồi mà đem máy tới trên, họ lấy cái danh nghĩa là anh Huy là public figure và họ có quyền, cái quyền được hiến pháp quy định là tự do ngôn luận đó thưa quý vị, là tự do đưa tin đó, thì họ có quyền họ quay và họ đưa lên trên mạng. Nhưng mà bây giờ mình nói về cái vấn đề là nếu như cũng như họ là public figure mà, họ là những bình luận gia, họ là những người làm YouTube, họ cũng là public figure, và thí dụ Nam Quang, Tiến Dũng hay là cũng chính những cái người mà đang quay đó, họ quay ngược lại, họ quay gia đình anh Andrew Lê, họ quay gia đình ông Nguyễn Quốc Lân, anh Vũ Hoàng Lân, họ quay ông Ngô Kỷ, với cái nhà của ông Ngô Kỷ là hầu như ai cũng biết rồi. Ông Khải Đào đã có một lần là chụp hình nhà của ông Ngô Kỷ và đăng lên trên cái kênh YouTube của ông nữa. Rồi thí dụ họ có những cái điều mà anh Ngô Kỷ muốn giấu, và những cái điều mà anh Minh Giang muốn giấu, hay là những cái gì mà nó có tính chất cá nhân mà anh Vũ Hoàng Lân cũng giống như là anh Andrew Lê không có muốn đưa ra ngoài cho public coi, thì quý vị nghĩ như thế nào khi mà có một cái nhóm YouTuber tới đứng trước nhà quý vị và nói ok, đây là quyền của chúng tôi và chúng tôi có quyền là quay phim. Ok, nếu mà quý vị nói về quyền, về luật, có thể là quý vị đúng, là quý vị có thể có quyền đứng xa xa, quý vị quay người ta, chứ không phải là tới đây mà dí vô mặt như vậy. Là cái này là xâm phạm cái gọi là cái khoảng cách, là cái khoảng cách an toàn đó. Thì quý vị có thể đứng ở xa xa, đứng ở phía bên kia đường, quý vị quay được, ok, cái đó
cái đó Long Quang hiểu là quý vị đúng luật. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà cái chuyện đó nó xảy ra với lại chính quý vị, với gia đình quý vị nghĩ như thế nào? Cái đó là cái câu hỏi như vậy. Câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra cho quý vị như vậy. Đúng rồi đó. Tự nhiên cái Andrew Lane đang dọn nhà hay là đang cãi lộn hay là đang gì gì đó. Chúng tôi là không muốn tới như vậy rồi. Chúng tôi muốn là, ok, quý vị có thể quay chúng tôi. Nếu mà chúng tôi đi ra hội đồng thành phố, quay thoải mái, chúng tôi đi ra ngoài đường, tham gia những cái công việc gì đó hay là gì đó, quý vị quay chúng tôi thoải mái. Tại vì chúng tôi là dân cử, public figure, nhưng mà những người trong gia đình chúng tôi, họ có cái quyền là được, họ là người dân bình thường, họ có cái quyền được tôn trọng về cái vấn đề về privacy, thưa quý vị. Đó là như vậy. Thành ra người ta có nói là có những cái gì mà mình không có muốn người ta làm cho mình đó, thì mình đừng làm cho người ta. Đúng rồi. Mình cái này nó nói về cái vấn đề đạo lý. Thì mình đặt cái này mình chúng về đạo đức đó. Đạo lý là nói như vậy. Chứ còn quý vị đừng có nói là ok, tại chúng tôi làm đó đúng luật, chúng tôi cứ cắm đầu cắm cổ chúng tôi làm. Ok, quý vị có thể làm, nhưng mà mai mốt rồi người ta sẽ làm cho quý vị như thế nào. Với lại khi mà làm như vậy thì cái hình ảnh của quý vị cũng sẽ bị đánh giá rất là thấp. Quý vị sẽ thấy được cái sự phẫn nộ của những người dân rồi đó. Người ta nói là cho nên kiến ăn cá thì có ngày cá ăn kiến. Nhưng mà những cái hành động đó quý vị thấy cái sự phản đối của bao nhiêu người, tới nỗi mà họ phải về mà làm một cái buổi họp báo rồi rồi có lôi ông vô nữa đó. Dù mà cái mặt chữ L đó. Họ lôi tôi vô thì cũng ok, không sao, tại tôi là cảm ơn anh Hiếu nha. Ông Hiếu ổng sơn tường của tôi với lại bà với lại cái cô kia Tito, rồi sơn tường tôi lía lịa luôn. Ông ăn ở sao mà đất tôi không thấy màu sắc gì trên vậy. Dạo này